Alo, em xin chào tất cả anh chị em. Bây giờ nó lòi ra một cái nữa này. Nãy giờ em không quay, bây giờ em quay một cái nha anh em. Đây là một cái ba lô. Ba lô này là cũng tương đối là to ấy. Anh em nhìn cái vải, cái này gọi là ba lô chống thấm nha anh em. Anh em nhìn thấy cái vải ngoài này quen không? Nó bằng chất ni lông. Mưa, cái áo canh dơi á, anh em nhìn thấy cái áo cánh dơi mà cánh dơi mưa của Mỹ anh em. Đây, con này là cái túi qua sông nhưng mà nó lại là ba lô để qua nó đỡ ướt hay là đi mưa khỏi ướt. Thì em xin quay nha, con này chắc cũng khá lớn đấy. Nó thuộc dạng ba lô trung. Ở trong thì có một chất áo gió, chất gió lót trong ha. Còn đằng sau này thì cái khung mang nó là mút nệm thôi. Đây nó gút cái gì, nó gút chá. Ở đây là một cái lớp nệm mềm êm ái nha. Em sẽ bỏ thử coi. Đây là mấy cái quần? 1 2 3 4 5 6 cái quần. Để em thử bỏ vào đây coi thử được bao nhiêu cái nha, bao nhiêu bộ đồ nha. Để em làm màu mang cái luôn nha, chờ em chị. Chờ em chút nhờ ông chồng sửa cái đuôi đằng sau lại. Đây, bây giờ em bỏ thử này. Coi thử cái ba lô này được bao nhiêu cái này. Một cái nha, nhiều lắm. Nhìn vậy chứ, nhìn vậy chứ một người đi du lịch là vô tư luôn. Đi rừng khỏi ướt nha bà con. Hai này, nhiều lắm. Ba này, bốn này. Ôi giời, năm cái, mà chắc lẽ đây một con quần phi lốt bự luôn này. Sáu này. Ôi giời, một bộ này. Đây một bộ là bảy. Năm đến bảy bộ á. Bảy tám bộ vô tư ha. Đấy, cả nhà xem này, một ba lô này là thoải mái vi vu. Úi giời, 10 bộ luôn. Nếu mà anh em mà thích thì 10 ở bên này là một cái dây rút nữa này. Đó, bên hông là có một cái dây rút. Từng này là đi chơi vi vu nha anh em. Đây là em quay ông chồng để anh em nhìn thấy cho nó dễ. Đẹp không? Đẹp nha. Thấy chưa? Đẹp lắm á. Rất là đẹp nha bà con. Đó. Trước hơi bị đẹp luôn. Đó, ba lô này thì có hai ba cái túi cốc ở đây nữa này. Túi này cũng hơi bị bự luôn, đựng iPad, laptop gì vô tư. Trên này có một cái túi nữa này. Có một cái túi đựng trên này nữa nha bà con. Rồi, tuyệt vời. Quay đằng sau cho Phát. Đẹp nha. Túi này chắc em bán 800 ngàn thôi. Ai nhanh tay cũng bút lẻ nha anh em. Đi mưa vô tư, đi rừng, đi đâu cũng được hết. Nhưng mà mưa không ướt. Cái này gọi là như áo mưa. Áo mưa mà mưa canh dơi. Em bán một cái là 1 triệu mấy hay 1 triệu 3 triệu 4 á. Bây giờ một cái ba lô này thì gọi là chống thấm trong nước 800 ngàn. Nhanh gọn lẹ. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nhé.